Hello anh chị, hôm nay là ngày ngày 4 tháng tháng 2 của năm 2024 ha. Thì em sẵn việc em sắp lại những bộ rễ nè. Thì những bộ rễ này là em làm cắt bộ đất rồi tính tổng cộng từ ngày cắt ra bộ thuốc đó. Thì đến ngày hôm nay là 5 tháng rồi anh chị. Cây này là giống mai xù Singapore ha. Được 5 tháng rồi anh chị. 5 tháng rồi em cắt 2 tháng rưỡi là em cắt cái bầu bầu ghim đó rồi nè. Bây giờ nó ra được 5 tháng. Thì hôm nay em sắp lại vô chậu số 12 á. Có anh chị yêu cầu em làm thử xem cây những cái bộ rễ mà mình tạo đó nó có lớn không, thì nó lớn nha anh chị. Khi anh chị tạo rồi là anh chị nuôi, do mình đi phân thuốc nó nuôi nó mau lớn không thì nó sẽ lớn rễ nha anh chị. Trong quá trình nuôi thì nó có nhiều loại phân thuốc lắm chứ không phải là loại, nhưng mà em làm thì ở đây em chỉ xài một loại là thuốc kích rễ hữu cơ, em với thuốc kích rễ hữu cơ của em pha chế ra ha, với cái loại to củ mai, rồi lâu lâu em xem phân 30-10-10 để cho nó mập tàn mập cốt ha, với quất hai. Thì anh chị nào mà có làm rồi thì xem cho vui ha. Còn cái này là em chia sẻ cho những anh chị mà mới biết làm, mới tập vô chơi. Thì cái mình vô chậu CV2 mình lắng cục sình nè, sẵn ha. Lắng cục sình là mình định dạng theo cái từng cái mô hình của mình muốn trồng như thế nào đó. Đế nôm, đế bàn vậy đó. Đế bàn thì cho nó chạc ra chút, nó thấp. Còn đế nôm thì nó cao giống như cái nôm, đơn giản vậy thôi. Thì anh chị cũng vô giá thể ở đây em cho nó mềm cái rễ của mình ha. Mình đắp cái cục sình á, chú ý để chi để mình định hình nó cái rễ nó dính vô đó, nó dễ hơn. Cái thứ hai đó, nó khi mình ghim cái ghim cọng dừa đó thì nó sẽ không, nó không có chạy cái rễ. Khi mà rễ nó lớn lên nó mình định hình luôn rồi nó mới chạy rễ. Cái thứ ba nữa là khi mình tưới nước á thì nước nó sẽ không ứ động cái phần rễ đó, nó sẽ không có bị hư ha, thối ha. Có nhiều khi anh chị tưới phân nó cường độ nó cao quá, nó ứ động nó sẽ thối rễ. Còn mình làm cái cục sình đó nó có nhiều cái lợi lắm. Lợi thứ nhất là mình định hình rễ nó cứng luôn đó. Cái thứ hai nữa là mình tưới nước phân thuốc rồi nó chảy xuống đó, nó chỉ xuống cái phần đầu rễ để nó hút thôi, chứ ở trên nó sẽ không có bị hư ha. Thì làm cũng đơn giản như mấy anh chị kia làm thôi, nhưng mà tại vì có nhiều anh chị mới làm thì mới chơi yêu cầu em làm thôi, chứ thực sự cái này nó cũng dễ. Thì cây này là rất là nhiều rễ nha anh chị, mấy chục cọng á nè anh chị thấy không, rễ này. Thì bây giờ mình tạo được cái bộ rễ như vậy chỉ có mất 5 tháng thôi, thì nó được bộ rễ như vậy nè chỉ có mất 5 tháng thôi. Còn mình trồng cây phôi là nó mua cây phôi về mình tạo lại á thì nó mất tới 1,5 năm 2 năm thế mới được cái bộ đế nó đẹp. Nhưng mà nó đẹp là đẹp chỉ so với cái mai phôi thôi, chứ thật sự nó không có nó được như vậy nha. Thì cho nên á khi anh chị mà giờ mà tạo được cái bộ đế như vậy rồi thì anh chị tạo cái dáng nó cây nó như thế nào nó cũng đẹp. Yeah.
rất là đơn giản chị, không có cầu kỳ gì đâu. Cái nhà lá dừa này mình sử dụng đó. Rồi cái định hình lại rồi nó sẵn nó cứng cây luôn, cây nó không có bị lắc, tại vì cái cây cái rễ của mình đã tìm mấy cái cọng dừa rồi, thì ra nó không bị lắc lắm chị. Chuyện chị có bồ đế này rồi á, chuyện chị tạo cái thân cái kiểu nào cũng đẹp hết. Rễ này nó tới mấy chục cọng anh chị ơi. Mình gãi nó đều ra cái thứ nhất nó không, khi lớn lên cái rễ nó không có liền, nó không có liền lại. Thì khi mà định hình vậy xong anh chị, 3 ngày sau anh chị pha Rirumingon với thuốc kích rễ hữu cơ của em ha. Anh chị nào có xài rồi đó thì mình pha mình tưới luôn. Rồi tuần sau thì mình pha chung với thằng to của Mai để mình tưới. Thì đó, cái bộ rễ của mình nó sẽ lớn lên. Có nhiều anh chị nói là nó không có lớn nha, chứ thật sự nó lớn nha, là do mình đi phân thuốc. Mình đi phân thuốc nó tốt thì nó sẽ đều đặn thì nó sẽ lớn, nó dưỡng vậy. Chứ mình là mình không nuôi, mình tạo nó rồi mình không có nuôi nó, cái đế nó thì nó sẽ không lớn, là cái điều đó là bị dữ nhiên. Bộ rễ này là 5 tháng rồi anh chị. Được 5 tháng rồi đó. Những cây hàng như loại này là hàng tương lai đó anh chị. Dễ làm anh chị, cái công việc này là công việc tỉ mỉ, cho nên là người làm cây nó đẹp hay không là do cái cặp mắt của người ta, của mỗi người á. Tại vì cái này nó giống như là nghệ thuật, còn mà tạo bộ rễ rồi thì nói chung ai tạo cũng được. Cách để làm là rễ để tạo bộ rễ mới ai làm cũng được hết trên chị, nó có khó khăn gì đâu. Còn mà tạo dáng tạo rồi đó do người đó có cặp mắt nghệ thuật. Ví dụ như mình mới làm thì cái cây nó không có đẹp chỉnh bằng ta, còn cái người ta làm lâu thì nó sẽ đẹp chỉnh. Ta nhìn cây nó ra dáng thế. Còn mình ấy thì lâu lâu mình làm nó không có vô được cái thế đó. Nó không đẹp bằng ra. Thì em làm cũng lúc ngay từ đầu tiên cũng phải xem người ta làm mới biết cách làm, chứ đâu phải ai tự nhiên mà làm cái một nó hoàn chỉnh thôi anh chị. Cũng phải học hỏi, làm gì cũng phải học hỏi. Em thì em găm cho nó đều đều, nó chảy đều thôi, chứ em không có định hình mà theo kiểu như những anh em khác làm mà nó đều gan hết. Em mà định hình cho nó có bộ rễ nó
nó đều đều, nó hơi quái quái một chút. Rồi sau này nó cây này nó lớn lên á, em sẽ uống cái thân đó, hơi lắc lượng chút xíu. Ghế này mấy chục cộng anh chị, hết đi hết đếm. Tại cái lúc mà em cắt cái bầu ghiên là em đã cắt khúc thêm nữa. Những cái ghế nào mà lớn á, chị lớn hơn người ta đó, anh chị cứ cắt khúc đại đi. Rồi đúng kiếm kích ghế cái là nó ra ngay ngay, ngay cái đầu ghế đó thêm 5-7 cộng nữa đó. Cái mai phôi là cũng vậy đó, ra cái bầu ghế bây giờ ta nuôi mai phôi. Trước khi anh chị mà làm như vậy nè, để cắt nước nó cái bầu cho nó khô anh chị, nó khô rồi anh chị làm nó cái rễ của nó dẻo, anh chị sắp dễ. Còn mà mình tưới nước mình không cắt nước, mình làm liền á, cái rễ nó dẻo, nó giòn á. Cắt nước cắt phân cỡ tầng nhỏ, cắt phân á, cắt phân là cỡ tầng nha anh chị, để cho cái rễ nó dẻo lại nha anh chị. Anh chị thấy đã không, mình làm như vậy là 10 cây đều đẹp, 10 cây còn những cái phần rễ nè, quá trời luôn cái rễ nè, chị thấy đã. Những cái phần mà cái rễ nó nhiều quá đó chị, cái nó lớn hơn người ta, rễ nào lớn hơn người ta hoặc nhỏ hơn người ta, chị muốn đồng đều thì chị cắt bỏ để cho nó đều lại. Chậu C12 rồi thành ra em quay nè, quá trời cái bộ rễ luôn, chị thấy đã. Máng đại chết đi anh hai, máng đại chết đi, kìa lụm đó vô cho ba coi. Vậy đó, rồi anh chị vô giá thể lại, rồi 3 ngày sau anh chị pha thuốc kích rễ em với thằng to của Mai hoặc là Nigomin Gon gì đó, anh chị tới vô ha. Nhất là Nigomin Gon nó ngừa cuối củ rễ ha. Còn thứ hai đó, thằng kích rễ của em nó vô nó mát cây, nó sẽ chích lại những cái rễ mà anh chị đã cắt đó. Như vậy là xong, thì anh chị nuôi có khoảng chừng 3 tháng nữa thì cái bộ rễ nó sẽ dài, nó đạt cái độ dài là tầm có khoảng chừng 3 tấc, tại vì cái bộ rễ hồi nãy là nó đã dài 2 tấc rồi, thì mình nuôi 2 tháng nữa là tầm 3 tấc là đem ra đất anh chị trồng luôn, thì 10 cây nó đều là đẹp 10 cây. Thì anh chị muốn uống cái kiểu nào cũng được, tại vì mình tạo bộ rễ này rồi thì mình tạo cái dáng nào coi cũng được, dáng trực dáng thẳng dáng gì cũng coi cũng đẹp. Còn anh chị nó muốn muốn cái cây của mình nó chắc thì anh chị vô cái thêm một cái này nữa chút nữa, anh chị cột lại cho nó chắc. Vậy đó anh chị thấy đã không, 10 cây giá trị đó vừa đủ 10 cây đó anh chị, còn anh chị trồng đại là thua. Hồi xưa đó em cũng hồi đó em cũng trồng đại đó, mà bây giờ cái vàng mai phôi của em nó xấu quắc, phải nuôi lại mà đâu có đều anh chị,
nó cũng phải 10 cây mới rớt 4 cây nó đâu có đẹp, nó đâu có đạt chuẩn đâu. Thời gian ít nhất cũng phải 2 tháng, ủa 2 năm, 2 năm rưỡi. Còn những cái cây này anh chị bỏ cái thời gian ra nó có mấy tháng mà anh chị làm có một cái cây đang mai đẹp à. Có 5 tháng chứ nhỉ. Rồi mình muốn mà cho nó hoàn chỉnh cái rễ nữa thì mình nuôi trên chậu luôn. 2 tháng nữa mình đầu mình đem xuống đất anh chị. Chị thế này chứ làm như vậy đó nó cũng không có gì gọi là công phu mà chỉ là tốn cái thời gian, cái thứ hai mình cái kỹ thuật của mình làm thôi, mà nó kỹ thuật thì nói chung là nó cũng đơn giản chứ không gọi là cầu kỳ gì mấy. Em làm tiếp cây thứ hai nữa cho anh chị xem ha. Nó ăn cứng cái bầu luôn. Thì cái nó ăn cứng nguyên cái bầu đất. Chị nhớ nha, cắt phân là trước tuần hoặc 10 ngày, tại vì mình đang có phân, cái thứ nhất nó đọc non nó ra làm cây nó si cây, cái thứ hai nữa là rễ nó giòn, anh chị tẻ nó dễ bị quấy rễ lắm, tỉ rễ mình phải cắt cắt nước là 4 ngày vậy đó, rồi cho rễ nó dẻo lại. Cái thứ hai cắt cắt phân là 2 tuần đi đó. Chị định hình vậy rồi cây mai mình có cái nào rồi mà xấu được không chị? 10 cây nó đủ 10 cây đẹp. Cái lớp rễ này nè không ra nè, thì mình gỡ ra mình sắp lại cho nó ngay ngắn đàng hoàng cái rồi để cây mình nó đã hoàn chỉnh luôn anh chị. Anh chị thấy không? Về rễ. Này mà nó lớn lên con muỗi lọt vô còn không bay còn còn dướng lại đó chị. Chị thấy đã không? Cái cây này nó nọ đỏ nổi củ sù luôn nha anh chị. Ghen nó bỏ nè, bây giờ nó liền cái da lại nè, liền da lại
Để em đếm cái cây cây này dễ là bao nhiêu trồng. Điều vai không chị? Điều gan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 rễ hết anh chị. Nè, nó nổi củ sù nè. Đặc biệt Singapore lúc nào cũng có cái củ sù ở đây nè. Củ á. Củ với trồng lụi nè. Cái những cái loại mai mà sập rễ là đời sau là 10 cây là nồi đế là khủng 10 cây anh chị. Sau này người ta trồng vậy cây nó mới có giá trị. Còn như trồng lúc trước là hên xui không. Nếu bán mai phôi thì nó rẻ anh chị. Chị thấy đã ha. Chị thấy không, đều mặt hết trơn luôn. Bắt đầu mình chỉnh lại cái nữa là cho nó ngay lại cái là nhìn thấy còn sướng nữa. Cây này thì em để đế nôm chút cho nó cao lên. Cục sình ra nó cho nó hơi ráo một ngày đi, một ngày gì đó cho nó khô lại, khô dễ dễ đúng tính anh chị ghim cây vô nó im, nó không bị chạy. Cây mai mà 10 rễ là dữ rồi, còn này nó tới 17 rễ anh chị thấy đã. Nhưng mà mình muốn là cái đế của nó là đế bàn ra nó khủng á, mình định hình cái đế bàn nó lớn là mình muốn trồng cây cái dạng mà cây mai cổ thụ á, thì mình để nhiều rễ mình để đế bàn tại cây mai nó dữ lắm anh chị. Tối
hơi bị tối. Mình sắp cái này chủ yếu đựng cho rễ nó trồng chéo thôi anh chị. Chủ yếu cho cái bộ rễ nó không có trồng chéo lên nhau. Nếu mà trồng chéo là sau này nó lớn lên nó sẽ liền lại. Cái bộ rễ nó không đẹp. Video cũng hơi dài ha, mong anh chị xem lúc nghỉ Tết này xem cho nó đỡ buồn ha. Dễ không anh chị? Dễ, nhưng mà có một cái là cái làm nghề này cái tính phải nguội, nóng quá làm hay gãy rễ. Tính nóng quá làm hay gãy rễ. Có nhiều anh chị khéo tay hả, sắp cái rễ nhìn nó đã luôn á. Em tại cái thời gian em không có thành ra có đôi khi sắp rồi nó nhìn mướt mướt vậy thôi chứ không có kiểu như anh mấy anh chị kia. Anh chị kia sắp một cái là anh chị nhìn một cái là nhìn nó đã luôn. Rồi đó anh chị, mình cũng được ha. Anh chị thấy đã à, vậy rồi anh chị lắp giá thể vô bắt đầu đi là nuôi 2 tháng nữa lại. 2 tháng 3 tháng gì cũng được cho anh chị, 4 tháng cũng được. Tại vì cái này là cái dạng là cái chậu C12 rồi nó lớn. Đó là
anh chị nuôi cỡ khoảng tầm một tháng, anh chị bơi cái ra cái cọng rễ này ra, bơi cái gốc này ra để anh chị để cho nó tiếp xúc nắng rồi này nọ đó. Là cái cây của mình nó quen với ấy là cái cầu đưa đó, nữa mình trồng ra đất mình moi lên luôn. Rồi với ba anh chị ha, thì nói chung là bên em là bán chuyên bán các mặt hàng cây giống Singapore ha, với thuốc kích rễ hữu cơ. Thì kích rễ hữu cơ thì gồm có ba loại, cái thứ nhất là dũng mai suy yếu sau Tết nè, cái cây mai nào mà bông nhiều quá hoặc là nó bị thối rễ ha, thì cái đó là dùng thuốc kích rễ dũng mai ha, rồi mai phôi, rồi cắt ra bôi thuốc trên bầu cây mai con. Thì gần hết cuối năm mình chị ơi, bữa nay là hình như 25/4 gì rồi của âm lịch á, thì em xin chúc anh chị được luôn luôn được dồi dào sức khỏe và thành công tốt đẹp ha. Rồi xin bye bye.